Hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Bin. Thì video ngày hôm nay Bin sẽ ăn sashimi. Đây là có cá hồi, bạch tuộc, sò điệp, sò đỏ với lại cá trích. Rồi có cơm với lại trứng cá hồi nữa, rất là ngon. Hồi đó thì Bin có quay video mukbang Bin ăn cái sashimi cá hồi một lần rồi. Thì cái đó là cái video mukbang đầu tiên của Bin luôn á. Thì Bin chưa có quay ăn những cái món như cá trích, sò đỏ, sò điệp, bạch tuộc này nọ cho mọi người xem. Thì hôm nay Bin sẽ quay cho mọi người xem nha. Và trước khi bắt đầu thì mọi người hãy nhớ like video và subscribe kênh của Bin nha. Nhớ follow Instagram của Bin và like hình của Bin nữa nha. Cảm ơn mọi người. Cái chỗ mà Bin mua những cái này thì Bin sẽ để dưới cái phần hộp thông tin description box cho mọi người nha. Hôm nay thì Bin uống bảy úp. Ok, bắt đầu thôi nha mọi người ơi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ mù tạt vào. Bin thì Bin có một cái tô, một cái muỗng với một cái đôi đũa màu hồng nữa. Nhưng mà cái đôi đũa màu hồng mà Bin ăn ở trong video sụn gà á, nhưng mà cái đó là đũa inox cho nên nó rất là trơn, cho Bin không có gấp những cái này được, cho nên phải sử dụng đũa gỗ. Rồi ok, xin mời tất cả mọi người ăn chung với Bin nha. Đầu tiên thì Bin sẽ cho nước tương vào cơm để ăn chung với lại trứng cá. Này. Cái trứng cá hả? Nó bể trong miệng nó đã lắm mọi người. Thơm cái mùi cá hồi. Đây là sò điệp. Xem cái bạch tuộc nha. Nó sực sực sực, giòn dai ngon mọi người. Giòn lắm, giòn cực kỳ luôn. Đây. Sashimi cá hồi. Ngập răng luôn. Rất là béo. Bia là một đứa rất là thích ăn những cái đồ sống của Nhật như thế này, sashimi như thế này. Đây là cá trích nè mọi người. Sống luôn nha. Hôm nay là đồ sống không á, không có cái nào được nấu chín hay gì hết á. Cái cá trích này á, nó hơi mặn mặn một chút xíu. Chứ là cơ bản cái thịt của nó đã mặn rồi. Còn mấy cái này thì từ từ để bên ăn cái sò đỏ luôn. Không có mặn mặn cá trích. Những cái cá hồi, bạch tuộc, sò đỏ, sò điệp thì nó có cái vị kiểu như nó thơm cái vị đặc trưng của cái con đó luôn. Còn nó không có cái vị mặn mặn như cá trích. Thank you.
giả giả màng. À, quên nói cho mọi người biết cái chi phí của tất cả đóng này là tầm khoảng 1 triệu nha mọi người. Cắn không kiểu như là mình nó sẽ không có nghe được trong video, nhưng mà trong cái tai nó sẽ nghe bụp 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 bụp, có tiếng cá hồi nó bể, chân cá hồi nó bể. Ngon lắm mọi người. Có những bạn thì kiểu như nhìn đồ sống á, thì sẽ hơi sợ, không có mạnh miệng để ăn á. Nhưng mà mọi người phải nên thử đi, tại vì sashimi của Nhật rất là ngon. Nó không có nghe một cái vị tanh hay là một cái vị gì mà kiểu như một cái mùi thịt sống này nọ luôn á. Nó không có phải kiểu như mình tưởng tượng là nó sẽ ghê gớm như vậy, không có. Đã lắm người ơi. Hồi đợt cái mình đi du lịch Nhật á, bên ăn đồ sống hả, giả mang luôn, mình cũng như là ăn bất chấp luôn, ăn lâu lâu mình mới có một dịp đi du lịch một lần mà, đúng không? Ăn nhiều vô quá trời luôn. Dạo này chị Quỳnh Trần á, với lại bé Sa á, là một cái hiện tượng trên mạng á, lướt trên Facebook ở đâu cũng thấy quá trời luôn. Tự nhiên đang ăn đồ Nhật cái mới nhớ tới. Đi đâu cũng gặp luôn, dễ luôn thật sự. Lướt Facebook tới đâu là gặp tới đó, ngày nào quá hả, vì pin cũng xe quá trời. Lần đầu tiên mà bên xem về một đứa con nít mà nhiều như vậy luôn á, tại vì rất là dễ thương. Thì cái kênh của Bin á, nó được 10.000 sub rồi đó mọi người, cho nên là Bin tính làm một cái món gì đó nó đặc biệt một chút xíu để mà mình ăn mừng, cũng như là cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ kênh của Bin. Mặc dù là Bin làm cái YouTube Bin còn hơi bị lười á, Bin ra video rất là chập chờn, không có thường xuyên gì hết trơn á. Có thể là nhiều khi Bin, mọi người thấy là một tháng Bin mới ra video một lần, nhưng mà vẫn được mọi người ủng hộ. Như khi mà ra một cái video mới á, mọi người lúc nào cũng
comment, những cái lời comment rất là dễ thương, ủng hộ này nọ bên, cho nên là Bin rất là cảm ơn mọi người, chỉ như không biết nói gì ngoài cảm ơn hết. Thì hứa là sẽ chăm chỉ trong thời gian sắp tới hơn, và sẽ làm một cái món gì đó hoặc là một cái chủ đề gì đó đặc biệt để kiểu như đánh dấu cái cột mốc này. Tại vì Bin chỉ làm YouTube thật sự mà nghiêm túc á là chỉ mới thời gian gần đây thôi, chứ cái kênh YouTube này thì Bin đã có từ rất là lâu rồi, có từ vài năm trước rồi. Nhưng mà nói thật sự chú tâm á là chỉ là thời gian trong cái năm gần đây thôi. Cái bát tuột này là bên thấy có nhiều người ta làm nguyên con luôn á, người ta cắm cái, ta cầm cái vòi của nó người ta ăn, nó nhìn đã lắm, để bữa nào mình thử. Còn này là mua ở chỗ á, người ta xắt nó ra rồi. Nhìn cái này giống miếng xá xíu ghê. Ngon thật sự. Nó rất là giòn luôn á. Rồi nó cắn nó đâu hả, nó sực 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 như cái sợi gân nữa. Gì đâu.
bắt đầu no no rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem đến hết video nha. Ăn hết nổi rồi mọi người ơi. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy thích thì hãy bấm like video, subscribe kênh của Bin và nhớ connect với Bin ở trên Instagram nữa nha. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mọi người có một tuần mới thật đầy năng lượng. Cảm ơn mọi người.